Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của Góc Manga. Hôm nay mình sẽ lồng tiếng một bộ truyện mang tên Tôi muốn làm tiếp tân của thế giới ma pháp chấp 4.3, các bạn cùng nghe nhé. Tay của cậu. Tay. Thế này, đặt tay trái của cậu lên vai tôi đi. Ê, nhưng không sao đâu. A. À. Chân phải bước lên đây. Được rồi. Đúng rồi, như thế. Này, Lockman. Sao? Lạ thật, mình không nói ra được. Có chuyện gì sao? Một chút. Sau lễ tốt nghiệp, nếu tôi không nhầm thì cậu sẽ đến Hero phải không? Ừ, tôi đang nghĩ sẽ thế nào nếu chúng ta không gặp được nhau. Đừng lo lắng, ta vẫn ở cùng một vương quốc và sống dưới cùng một bầu trời mà. Đúng thế nhỉ? Dù cho chúng ta có không gặp nhau một năm hay thậm chí là 10 năm đi nữa, sự thực về chúng ta đang ở đây cùng nhau sẽ không bao giờ thay đổi. Lockman. Hi hi, cậu nói đúng. Tôi. Hả? Đừng có cười. Đau. Mình mất cảnh giác rồi, quên mất hắn là người thế này. Tôi chắc chắn sẽ hạ được cậu trước khi chết. Vì sao? Tôi sẽ xem xét cho cậu thắng khi tôi về già và lẩm cẩm. Gì cơ? Bây giờ cậu cũng lẩm cẩm mà. Cuối cùng, tôi vẫn không thể đánh bại hắn dù chỉ một lần. Awit luôn dẫn đầu và tôi ở phía sau. Tuy nhiên, cái thứ cấp bậc này làm tôi khá thoải mái. Lanali, hôm nay con đến Hero phải không? Mau lên đi con. Con tới ngay. Và xong, kể từ hôm nay trở đi phải ở ký túc xá nữa rồi. Giờ thì tạm biệt nhé. Dưới nền bầu trời xanh và hòn đảo lơ lửng này, khung cảnh mà mình nhìn thấy sẽ không bao giờ đổi. Cứ như ước mơ thỏa áo thơ của mình vậy. Từ giờ trở đi, con đi đây. Tôi sẽ làm việc tại Hebron.